Dù nhiều bản án nghiêm khắc đã được thực hiện, số trường hợp chống người thi hành công vụ trên cả nước vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Điển hình như ở Bạc Liêu vừa qua, dư luận không khỏi bức xúc khi hay tin một đối tượng dùng hung khí khiến 3 công an bị thương sau khi gây rối tại cơ sở tập gym trên địa bàn. Sáng ngày 12 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Huỳnh Chí Nguyện và Đại tá Châu Đốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đã đến bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần của Đại úy Huỳnh Tấn Khanh, cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Bạc Liêu bị thương nặng trong quá trình truy bắt đối tượng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Huỳnh Chí Nguyện và Đại tá Châu Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và tặng quà động viên Đại úy Huỳnh Tấn Khanh yên tâm điều trị, nhanh chóng bình phục để tiếp tục công tác. Trước đó vào khoảng 17 giờ ngày 11 tháng 8, Nguyễn Trọng Thịnh, sinh năm 1985, ngụ ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, có hành vi gây rối tại một cơ sở tập gym trên địa bàn phường 1 thành phố Bạc Liêu. Nhận được tin báo, công an phường 1 thành phố Bạc Liêu nhanh chóng có mặt mời đối tượng Thịnh về trụ sở để làm việc. Khi về đến trụ sở công an phường 1, đối tượng Thịnh có hành vi chống đối bỏ chạy. Lúc này, Đại úy Huỳnh Tấn Khanh đang đến công an phường 1 liên hệ công tác đã hỗ trợ 2 cán bộ công an phường 1 đuổi theo truy bắt. Bị truy đuổi, đối tượng Thịnh dùng đoạn kim loại nhọn, cây xôm gạo tấn công Đại úy Huỳnh Tấn Khanh, 2 cán bộ công an phường 1 cũng bị đối tượng gây thương tích. Hiện Nguyễn Trọng Thịnh đang được công an thành phố Bạc Liêu tạm giữ hình sự để điều tra xử lý.